ngày 67. Ngày đi giao lưu với khu thủ đoàn. Từ Vĩnh Thượng em chạy qua thứ 7. Ba anh em gắp được một con. Về ghé nhà chơi quay lại video. Cùng ngồi và bổ nhiều năm lồng. Cả nhà xem vui vẻ nhé. Ủa nó ra lòng. Một ngày đi gác xong. Hai anh em với ông thầy nữa ba người. Đi gác một buổi sáng chín được một con. Luôn. Áo mình tự may hả? May, áo tay mà. Giả gì may tay mà. Máng tùm lum bên kia nữa đó hả? Nguyên một dọc. Con đó bữa nổi hay gì? Rất là nhiều. Quần số chắc hơn 100. Đây cả nhà ơi, nguyên một dọc cu mai gì tùm lum hết, nguyên một hàng luôn đó ông chủ đó. Đó thì mà từ sáng giờ trăm cái số. Khu này long hình đẹp dữ nhở. Này kia hả? Chị rể đang kêu vậy đó hả? Lội đâu rồi, tắm rồi, lội đâu rồi? Lội đâu rồi? Làm cái cây lại rồi. Quất. Kêu kinh kinh liền. Chích xé. Ngồi xứng đáng không? Có cụ Pháp nè. Có, Pháp đẻ. Đó. Ờ, nó bụi con ha. Mà nó xứng đáng không? Con mắt đậm này cũng gì nè. Ừ. Nó bị con kiến vàng cắn bên kia ngỡ lắm. Chim đứng dưới là chim kèm qua dính. Con dưới đất cuối cùng dưới đó đó hả? Ừ, con đứng dưới đất này. Ừ. Con nhảy mới nhảy xuống đó, con đó lông hình cũng đẹp. Ừ, con đó con trình xài bữa ông thầy không bắt con dính nó điện qua bắt. Ừ, cái con bây giờ nó nhảy lên trên đó, con đó cái bộ cườm tắm. Con đó hôm qua đẹp nhất nhất hôm qua đó phải không? Ừ. Cái đầu nhỏ còn hơi hức à. Con trên này nè. Sành dữ lắm, con là bị kiến cắn mất á. Ờ. Đó cũng thầm nó giống con dính sáng lên. Con kiến cắn mắt gì bữa nay đỡ đó. Ờ đỡ. Còn con đó là con dính hôm qua đó. Ờ. Con giống con của anh. Con đưa anh sáng. Ừ. Kiến vàng mặt sáng rồi. Con này nè, con này bộ cừu mới giữ nè. Con này còn đỉnh. Ừ. Nguyên một vàng. Mấy con này cày bỏ hết chơi chưa? Bỏ chưa. Ừ. Đi từ từ chứ quá trời nhanh nè. Ừ. Bên kia nữa kìa. Okay. Cái vàng này vàng mồi không có gì. Này mồi không có gì đâu. Trong nhà nữa ha. À. Con ngoài bìa cuối cùng bên đấy hả? Con nào? Bìa này hay gì? Ờ. À.
khoan nhiên bỏ rồi nhỉ. Lông sáng sáng không? Bành kỳ. Ờ, cưng, để đi. Máy quay thì zoom lên thì ngon rồi. 1A. Quá trời luôn. Cái con ngoài bìa ha. Lợi cốt mà. Lợi cốt thì quá vậy à. Mồi luôn chưa? Có con này nó muốn nhậm cái gì nè? Nó bệnh tư niên không hết, nhưng nó bị gì chứ không phải là nó nhậm. Nó trong cái phé nó bị sưng ngàn cột, nó bổ vào nó hết. Quá trời sình sàn đó, như cái bầu đó con. Lòng này cưng đặt hay gì? Xe này bấm 2 không? Xe này bấm 2 không? Ờ, thấy gọn. Sáng chân. Tướng bự con ghê luôn. Miệng ngọc quỷ nè, mắt nhìn xuống nè. Con đó đó hả? Dạ không? Dạ. Đâu con bắt cưng sách con mặt quỷ xuống coi thử coi. Nó nhát rồi chứ nó thấy người lạ nhát. Đâu, mặt nhìn xuống nè. Mặt nhìn xuống không hả? Con này nó đưa thúc con, nó gù vô cốt nè. Đây, mấy tháng luôn á. Mà nó bắt là nó đang ngủ, nó về cổ. Chơi như Malai vậy đó, kèm ghê lắm. Còn ở đinh nè, ở đinh dính vậy nó cho cái đường mà chỉ nè. Bây giờ mình gỡ mùi nước đó, thấy không? Ừ. Nó dính cái sáng rồi trời luôn đó. Mau dữ trời. Nè, con này nó đổ nè. Mà lai ha. Trên việc như gian nhìn nó biết không? Trời ơi. Quá trời nhiều. Nhập lạ nó sao á. Ừ. Đủ, nhắm đi. Chim này đó giờ em bắt nóng rồi nên nó dốc chứ kể 40% bỏ khỏe. Tại đó giờ em sẽ hủ nó lâu năm lắm rồi. Ừ. Sáu bảy năm nay nó cứ như là hồi chơi nó chơi hoài chơi quỷ vậy đó. Không chơi thì nó nghi ngơi nè, nghi ngơi hồi chơi nữa vậy đó. Ừ. Như con sáng chơi rồi nó nghỉ đó. Đi đi tào lao không rồi mọi mình đâu chơi dữ đâu. Con nào mà đấu với nó đấu hoài. Con này gọi bốn tay con này. Con nào đi đánh là phải tập ra bội rồi phải đứng tay qua nó chơi. Con này bao nhiêu năm lồng à? Con này 6 năm, 5-6 năm. Ừ. Cái liều còn lồng có lỡ nha, có mùa lỡ. Bình thường liều lồng không 4 mùa, có mùa lỡ. Lỡ một. Đó là mình gọi là liều lỡ. Còn mấy thằng nó liều rồng là phải. Rồng là đúng 4 mùa, sinh nhà tôi đang 4 mùa không có gấp nữa rồi. Ừ. Giờ còn tối ngày liều không cũng không gọi là rồng nữa. Ừ. Một năm có mùa gấp đâu rồng đó. Đúng rồi. Vậy gọi là liều lỡ cho chắc ăn. Kêu 2 tiếng, kêu 3 tiếng đó là kêu nhiều hay là lâu lâu? Cục cốt. Lâu lâu nó có 2 tiếng hay là nó thường xuyên? Qua qua lại ngoài đó. Lúc con lòng bỏ thứ nhất cái con thứ hai đó lấy người thấy. Lúc thì 2, lúc thì 3 ha. Nó chiều ha. Cái con đó lâu chưa? Con em nói là mà lúc 2, lúc 3 đó. Nhắc bỏ bao nhiêu này? Mồi luôn hả? Ừ, nhà cứ rủ nó kêu ghé bao nhiêu đó. Nó nhà sức cho cao quýt tầm ngầm nè. Nhà cũng không thôi. Khi mà em nhà cũng kêu như lần mà vô tầm đi ra cây á. Quá nhiều mà. Để gì thằng nó thấy em bị quay quay nó chắc chim là chim cắt chim con không vậy nó buồn mồi nó có. Tại vì mình đã gần á, nó gù theo đó. Ừ.
Tăng nguyên một vàng của nó. Quá nhiều. Tới 5 năm rồi. Hai lông, bộ lông cùm của nó bữa nay sơ sát luôn. Ghiền quá, sách đi chơi. Chơi chơi với nó gì đâu sợ. Tỉnh, chim tỉnh, bỏ xuống không bao giờ nó chậm chạp vậy đó. Nó hoài quỷ rồi. Bền ha. Chậm chạp lắm, không bao giờ mà nung ngủ. Tại nó chơi đã rồi mất rồi, thấy không? Mất ba khoen nè. Ừ. Sự hút gì đó. Người ta nói mất ba khoen khó chơi đúng không? À, mà con nào mà nó chịu chơi chơi đó. Mất ba khoen là nó thục, nó không lòi. Chim nó thục đó. Lòi nó có chơi, nó lòi nó nhát vậy chết. Đúng là cũng nhiều cái... Này con lắc thúc rồi. Cái cách mà chọn khác nhau. Có người thì nói mắc ba phen khó nuôi, phen khó chơi. Đã thục, ba phen loại khác nữa. Mắc loại nó thục khác. Vậy đó mà chơi được cọc nữa. Ăn thịt luôn lên đá mộng luôn, chơi lên đi cọc nữa. Chích trồ đó, hơi hai chích trồ đó. Nếp đẻ luôn hay gì? À, mà chưa đẻ. Tổng số lồng ở nhà kiểu này không chắc cũng cả trăm mà. Đi bồ cầu không? Đi sái không? Ừ, dạng khì luôn. Ba năm mấy. Ba năm mấy trở lên không mà. Chị giác nhưng mà nó kêu về rất đắt. Đánh đánh thì thường, nếu em cắt đánh thì thường à.